Minh xin chào đón tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt TV Loto. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp và được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống đài Việt TV cũng như là Việt Radio. Và Nhật Minh rất vui khi được đồng hành cùng với Việt TV Loto để hội ngộ cùng với quý vị vào buổi chiều ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Như thường lệ thì quý vị cũng đã biết là với chương trình Việt TV Loto thì sẽ được gửi đến cho quý vị vào mỗi Chủ nhật hàng tuần từ 3 giờ cho đến 4 giờ 30 phút. Và với 1 tiếng rưỡi đồng hồ này thì đây là giây phút để quý vị có thể dành thời gian cùng với con cháu, gia đình, bạn bè của chúng ta để cùng chơi một trò chơi dân gian mà có lẽ đã dần quen thuộc hơn đến với tất cả quý vị tại Hoa Kỳ, đúng không ạ? Đó chính là trò chơi lô tô. Và đến với chương trình lần này thì trước tiên Nhật Minh xin được rất là cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ chương trình Việt TV Loto. Đến với tuần này thì Nhật Minh đã được biết là với số lượng khán giả chơi đã tăng vọt lên rất là nhiều và con số 10.000 vị khán giả để mà có thể ủng hộ chương trình Việt TV Loto hàng tuần thì càng ngày càng tăng lên và đã rất là gần để chúng ta có thể đạt đến rồi. Cho nên Nhật Minh rất là cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn yêu mến, ủng hộ và những tin nhắn của quý vị, những lời chia sẻ của quý vị là nguồn động lực rất lớn để cho những ekip làm chương trình, các nghệ sĩ lô tô, các anh chị em cùng hợp tác làm việc với chương trình có thêm rất là nhiều những cái nguồn năng lượng để tiếp tục gửi đến cho quý vị những chương trình càng ngày càng hay hơn, những phần quà thì càng ngày càng hấp dẫn hơn thưa quý vị. Và đến với chương trình lần này thì cũng như những cái chương trình lần khác là chúng ta sẽ có 2 game để cho quý vị cùng chơi nha. Và mỗi phần game thì chúng ta sẽ có trị giá là 500 Mỹ Kim với phần quà mà tất cả quý vị đều có cơ hội để sở hữu. Và dĩ nhiên là những phần quà này chúng ta sẽ không có được nếu không có sự hỗ trợ từ các nhà bảo trợ. Mà Nhật Minh xin được phép được gửi lời cảm ơn đến nhà bảo trợ Vinashop và cũng như là V247 Power và đặc biệt là nhà tài trợ Syntronic đã cùng đồng hành cùng với chương trình Việt TV Loto tuần này ạ. Và như quý vị đã thấy là với một chiếc máy mà Nhật Minh đang đứng kế bên đây thì đây là một món quà sẽ rất là đặc biệt, được bảo trợ bởi Karaoke Store Syntronic sẽ gửi đến cho quý vị. Và quý vị biết không, quý vị nào sẽ có cơ hội trúng một cái máy karaoke mà tiếng Việt mình gọi rất là dễ thương là máy karaoke và kèo kéo. Tức là chúng ta có thể kéo đi để mà chúng ta dẫn tới nhà của người thân, bạn bè của mình. Và phần quà này còn có kèm theo một cái microphone, wireless microphone nữa, dành cho những quý vị nào yêu mến hát hò và cũng như là để quý vị nếu có nhã ý muốn hát thử lô tô để biết đâu sẽ có được lên chương trình Việt TV Lô Tô để mà trổ tài, gửi đến niềm vui đa quý vị khán giả thì chúng ta có thể sở hữu chiếc máy này nha. Và ai sẽ là người may mắn trúng cái giải thưởng karaoke này thì đặc biệt lắm quý vị ơi, ngày hôm nay khác với những lần trước Nhật Minh đồng hành cùng với Việt TV Loto thì Nhật Minh thấy ở khán đài của chúng ta đang rất là nóng hổi, không phải chỉ vì có các nghệ sĩ Loto của chúng ta ở đây mà còn có sự có mặt của rất là nhiều những vị khán giả yêu mến chương trình tại thành phố Houston đã có mặt tại studio ngày hôm nay sẽ cùng theo dõi chương trình và cũng sẽ cùng coi thử coi là chương trình Việt TV Loto của chúng ta có minh bạch không, phải không ạ? Để coi là khi chúng ta quay số thì sẽ như thế nào. Và đến bây giờ thì Nhật Minh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đã dành thời gian của chúng ta để đến trường quay ngày hôm nay. Mà bây giờ quý vị ơi, ở trường quay của chúng ta thì sẽ rất là đông các cô chú, thì Nhật Minh xin phép được mời một vị khán giả để cho Nhật Minh hỏi chuyện một chút xíu đi. Nhật Minh xin phép được mời chú ạ. Dạ vâng, xin chào chú. Và ngày hôm nay thì mời chú có thể gửi lời chào đến tất cả quý khán giả đang theo dõi đài TV ở nhà trước được không ạ? Hôm nay xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đài Việt TV Loto trực tiếp hàng tuần từ 3 giờ chủ nhật hàng tuần. Một game chơi rất vui với tất cả mọi người. Dạ vâng, xin chào chú. Và chú có thể cho Nhật Minh xin biết quý danh của mình được không ạ? Tôi tên Tâm, chơi game này là chơi từ game 10 tới game 7 đợi hoài không vô, nó hơi buồn. Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì làm sao chú biết được để mà đến tham gia cùng với Nhật Minh và cũng như tất cả các anh chị em ngày hôm nay ạ? Cái này là theo dõi từ hàng ngày thứ sáu hàng tuần là có là trên là có Diệu Thảo với anh Tứ chứ liệu rồi đó, khi mà mình phải gọi vô mới được là có 10 người mới được lên trường quay lên ăn. Dạ, thế thì cho Nhật Minh hỏi là cái lý do tại sao ngày hôm nay chú đến để mà quyết định dành thời gian quý báu của mình đến để mà ngồi chơi trực tiếp cùng với chương trình ạ? Hôm nay là chủ nhật, là ngày chủ nhật là cuối tuần thì mình không đi đâu thì mình lên
trường quay của Việt TV Loto để được một lần được may mắn nhận cái karaoke chạy kéo về cũng vui lắm rồi. Dạ, dạ đúng rồi thưa chú. Vậy thì đến với chú đã chơi rất là nhiều những cái tuần chơi cùng với Việt TV Loto rồi, thì cái điều yêu thích nhất của chú với chương trình Việt TV Loto là gì ạ? Chúng tôi yêu thích nhất là lúc mình ngồi mình game 7 tôi ngồi tôi đợi mỗi lúc cuộc này lúc là gọi là số 79 mình xuống đợi 80 đó là trái nhà. Dạ vâng, đó là cảm ơn chú Tâm đã chia sẻ rất là vui vừa rồi, và xin mời chú bây giờ mình sẽ quay lại ghế để mà mình tiếp tục theo dõi chương trình nha. Và bây giờ thì không biết là các cô chú đã sẵn sàng để chúng ta chuẩn bị vào game VTV Loto của tuần này chưa ạ? Dạ vâng, rất là cảm ơn ạ. Và xin quý vị đừng rời màn ảnh của Việt TV. Nhật Minh cùng với chương trình Việt TV Loto sẽ quay trở lại chỉ sau một vài phút dành cho phần thông tin thương mại quý vị nha. Với hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực các mặt hàng về karaoke, Syntronic luôn cố gắng khẳng định vị trí của mình trong lòng khách hàng. Syntronic chính là một thế giới karaoke thu nhỏ. Tại Syntronic có tất cả mọi sản phẩm của karaoke, từ microphone, loa, âm ly cho đến các đầu karaoke hiện đại có chức năng Bluetooth, hát vô số bài hát trên YouTube. Các hệ thống karaoke tại Syntronic cũng có giá cả rất đa dạng, phù hợp với túi tiền của khách hàng, từ 777 đồng lên đến 4.000 đồng. Mua hàng tại Syntronic, quý vị sẽ được bảo hành 1 năm, free shipping, free return, tặng đèn disco party light. Đặc biệt, nhân dịp lễ Memorial Day, một hệ thống karaoke hoàn chỉnh với giá thường là 2.000 đồng, sale 50% off chỉ còn 999. Đặc biệt, khi nói xem đài Việt TV, bạn sẽ được tặng thêm một máy karaoke kẹo kéo di động. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-719-2474, 719-2474, syntronic.com. Đối với em, hạnh phúc là gì? Với tôi, làm sao có thật là nhiều tiền? Với em, hạnh phúc là có một người yêu mình thật nhiều. Với tôi, hạnh phúc là mùa hè này không phải tốn tiền điện hoặc tiết kiệm được tiền điện. Muốn tiết kiệm tiền điện, hãy chuyển qua V247 Power, công ty điện của người Việt với giá rẻ, hóa đơn tiếng Việt, website tiếng Việt và sẵn sàng phục vụ đồng hương. Quý vị có thể kiếm thêm lợi tức bằng cách giới thiệu bạn bè và người thân. Chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị từ 25 Mỹ Kim đến 50 Mỹ Kim cho mỗi khách hàng mới. Công ty điện V247 Power với giấy phép hoạt động của PUC sẵn sàng phục vụ quý đồng hương với giá thấp và có nhân viên nói tiếng Việt. Xin gọi ngay 1-855-990-9000, 1-855-990-9000. Dự Thảo xin giới thiệu đến quý vị trọn bộ kem trị nám để quý vị có một làn da tươi sáng sau 6 tuần sử dụng. Đầu tiên đó là nước rửa mặt DT Exfoliating Cleanser, sử dụng sản phẩm vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, giúp chúng ta rửa sạch các bụi bặm và thâu nhỏ các lỗ chân lông và làm sạch lớp da chết, đem lại một làn da trẻ trung và mịn màng. Tiếp theo, các bạn sử dụng kem dưỡng da và chống nắng DT Collagen SPF 50 bảo vệ da, chống lại tia UVA và UVB gây lão hóa và làm nám da. Ban đêm, chúng ta sử dụng DT Exfoliating Cleanser làm sạch làn da. Sau đó, chúng ta sử dụng kem DT Liner Cream, gọi là kem chống nám, thoa nhẹ lên trên những vết nám. Sau 6 tuần sẽ ban cho bạn một làn da trắng mịn màng, xóa tan các vết nám. Nhân dịp lễ, trọn bộ kem trị nám chỉ có 130 Mỹ Kim. Mọi chi tiết xin liên lạc với Vinashop 1-855-855-5888. Nhật Minh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với quầy Loto của Việt TV Loto thưa quý vị, và cũng như mến chào tất cả các cô chú. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để mà bắt đầu game Việt TV Loto ngày hôm nay chưa ạ? Nếu mà quý vị đã sẵn sàng thì cho phép Nhật Minh một tràng pháo tay. Dạ vâng. Có lẽ là chúng ta đã rất là hồi hộp với chương trình ngày hôm nay rồi. Và trước khi bắt đầu chương trình thì Nhật Minh xin được phép nhắc lại một lần nữa. Với hai game Loto ngày hôm nay thì quý vị sẽ có cơ hội để trúng hai phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500 Mỹ Kim, bao gồm 300 Mỹ Kim tiền Visa Gift Card để quý vị có thể shop ở tất cả mọi nơi mà quý vị yêu thích, mua cái gì cũng được hết. Và cũng như là sẽ được 200 Mỹ Kim Gift Certificate từ nhà tài trợ Vinashop để quý vị có thể sở hữu các dòng sản phẩm dược thảo, mỹ phẩm làm đẹp và cũng rất là nhiều những dòng
dòng sản phẩm để quý vị có thể lựa chọn. Và chương trình một lần nữa đang được truyền hình trực tiếp trên hệ thống đài VietTV, VietTV Houston 55.5, VietTV Dallas 55.5, VietTV San Jose 16.4 và cũng như là được phát sóng ở trên DirecTV, VietTV 2036 để quý vị có thể đón xem. Và chương trình VietTV Lotto cũng được truyền thanh trên hệ thống VietRadio tại Dallas với băng tần 1480 AM và cũng như là băng tần 1560 AM tại Houston. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh rất vui được hội ngộ cùng với hai nghệ sĩ Lotto rất là duyên dáng và đã sẵn sàng để gửi đến cho quý vị những cái con số, những cái bài hát thú vị ngày hôm nay. Trước tiên Nhật Minh xin được gửi lời chào đến cô gái quen thuộc Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên xin kính chào quý vị, xin chào chị, chào quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như là tất cả quý vị đang ở trường quay ngày hôm nay. Và hôm nay rất là đặc biệt là Ngọc Nguyên đồng hành với một anh rất là đẹp trai mới mẻ tới với đài. Xin mời anh. Dạ vâng, và Nhật Minh cũng xin gửi lời chào đến anh Quốc Vinh. Mời anh có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Quốc Vinh gửi lời chào thân thương đến quý khán thính giả đang theo dõi chương trình và mời gửi lời chào đến các bác, các cô chú có mặt hôm nay ở đây. Dạ vâng, và không biết là với chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Nguyên chúng ta đã quen thuộc rồi quá đúng không? Thì còn rung không em? Em hả? Bình thường đi với anh Trí nhiều là em không có run, nhưng mà bữa nay anh Vinh đẹp trai hơn anh Trí nhiều quá. Em tém cũng... là em tém dạ. Mình phải duyên dáng lên, mình mặc áo bà duyên lắm. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, dạ. Rồi. Còn thế thì anh Quốc Vinh thì như thế nào? Đây là lần đầu tiên anh đến với chương trình VietTV Lotto. Thì bây giờ cảm xúc của mình như thế nào sau cái tràng pháo tay của tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ? Lần đầu tiên thì anh cũng hơi hồi hộp, nhưng mà khi mà các cô chú ủng hộ thì cũng đỡ được phần nào. Dạ rồi, tức là càng hát thì đảm bảo là càng ngày mình sẽ càng sung hơn đúng không Ngọc Nguyên? Là một hồi mình hết rung luôn đúng không? Dạ. Dạ vâng. Và quý vị thân mến, không biết là quý vị đã sẵn sàng với những dãy số mà chúng ta đã có trên tay chưa ? Nếu mà quý vị nào mình sợ thì mình có thể viết xuống giấy nha, để khi mà các nghệ sĩ lô tô nhắc tới con số nào thì quý vị hãy gạch đích ngay con số đó. Và giờ để chúng ta có thể lấy những cái vé số dành cho những quý vị nào mà mình chưa có lấy vé số của tuần này mà muốn lấy vé số cho tuần sau, thì chúng ta có thể nhắn tin bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày thứ hai tới 7 giờ tối ngày thứ bảy với cú pháp là VietTV Lotto gửi đến số rất quen thuộc là 1-844-844-8247 để có thể lấy 3 dãy số cho game Lotto của tuần sau nha quý vị nha. Và nếu mà ba anh em của mình ngày hôm nay mà mình chỉ có hát thôi á thì có lẽ là mình cũng chưa có đủ sung đúng không? Dạ, bây đúng giờ hai anh chị nghĩ sao nếu như mà mình sẽ mời một trong những quý vị khán giả để giúp cho chúng ta cầm cân nảy mực ngày hôm nay để quay cái lòng này? Vậy là quá tuyệt vời rồi, còn đợi gì nữa hết chị? Dạ rồi. Dạ. Thế thì cho phép Nhật Minh được mời cô ngồi đầu tiên đi. Cô hôm nay diện cái váy rất là đẹp, cô quá. Có thể đến đây để giúp Nhật Minh xoay vòng quay này được không? Vâng, được. Dạ vâng. Và bây giờ thì cô có thể gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi đài VietTV Lotto ạ. Dạ, Việt Nga xin kính chào quý khán giả đang coi truyền hình của VietTV. Dạ vâng. Và cô xin phép là cô tên quý danh tên gì ạ? Việt Nga. Cô tên là Việt Nga. Rồi, cô Việt Nga ngày hôm nay sẽ cùng đồng hành với Nhật Minh cũng như là Quốc Vinh và Ngọc Nguyên sẽ quay lòng xoay sổ số. Thì khi mà mình quay đó cô, mình sẽ quay theo hướng này nha. Và khi mình dừng lại thì mình sẽ quay ở đây để cho trái banh có thể rớt xuống ở đây nha cô. Dạ vâng, và bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu nữa đâu, có lẽ là quý vị ở nhà cũng rất là hồi hộp rồi. Thì hồi trước chương trình Nhật Minh đã bắt đầu có những con số đầu tiên. Dạ. Thì không biết Ngọc Nguyên và Quốc Vinh ai sẽ là người bắt đầu đây ạ? À, đàn ông trước. Dạ rồi, xin mời anh Quốc Vinh. Khó là đàn ông phải trước cái gì? Mà nghe ta kêu con cờ đây, cờ ra mà con mấy gì ra, con gì nó ra đây, con năm gì ra, con năm gì ra. Con cá nhớ nguồn ngược dòng thời gian, con chim nhớ ngang tìm về tổ ấm, con cuốc xa bay kêu hoài bên sông, thương em bên ấy anh còn chờ mong, thương em thương từng câu hò ngẩn ngơ anh bước chân sau, thương em thương cả hạt đê đồng trên đôi má em sâu, bao lần ngỏ lời nên duyên em thẹn thùng, cứ hẹn mùa sau con năm 16, con năm 16. Dạ vâng, con số đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, con số 56 thưa tất cả quý vị. Và bây giờ thì quý vị nào có con số 56 thì chúng ta hãy gạch nít nha.
Con 56, con 56 rồi, con số gì đây? Cơ ra là ra con mấy, con mấy gì ra? Ôi trên đời sao được cười lắm thay, lúc xinh tươi chẳng có ai đối hoài. Giờ lung phai tàn biết bao lời chê trách, mập ốm đen hôi không biết chân biết diện. Xin bớt lời vô tâm nghiệp tụ dành môi thâm, là con 15, con 15. Nghiệp tụ dành môi là em nói ai á Ngọc Nguyên? Nghiệp tụ dành môi thâm, ở đây môi ai cũng hỏng chứ chắc không ai ở đây đâu thưa quý vị. Mình nói phong long vậy thôi yeah. Đúng không em? Rồi con số kế tiếp, chúng ta đã có con số 56 và con số 15 rồi nha tất cả quý vị ơi. Lặng lặng mà nghe ta kêu con cỡ đây, cỡ ra mà con mấy, con hai gì ra, con hai gì ra. Bao trông mong chiều chủ nhật đã đến rồi, mà sao không nắng, chỉ sợ trời mưa, cho anh ngài không tới, để mình em đứng thương dài. Ngập ngừng thật lâu khi em chọn áo tím áo hồng. Xưa ồ, áo hồng. Yeah. Xưa anh nói anh yêu, em xin mẹ xa phố, mẹ tươi cười khẽ nói, con gái mẹ thật là khôn. Con số 4, con 24. Con 24. Dạ vâng, con số 24. Người ta đã nói là áo tím mà sao ráng bắt qua em áo hồng chi vậy Ngọc Nguyên? Làm khó anh trời đó, lâu lâu rồi. Thấy gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới là nó vậy đó. Rồi, tiếp tục nào. Con 24, con 24 rồi, con số gì đây? Em ru gì? Lời du cho đã nuôi tận nguyện ước vọng thời gian. Em du gì, lời du cho biển khơi có bao giờ trở lại. Em du gì, lời du cho anh, một đời đam mê, một đời giông tố. Em du gì cho ta, khi bao ngày vui vơ. Chịu có số mà mệt quá. Cố hát gian lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dưng. Lá trúc rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu. Là con 52 là con 52. Con số 52 thưa quý vị, mà cái câu chị thích nhất ở trong cái bài hát vừa rồi mà em gửi đến đó là thôi đừng hát ru nữa. Là ý là chị kêu em đính đi đó. À, tại vì chị thấy em hát ru như vậy là bài, không có bé nào ngủ được đâu nha. Dạ, hát ru kiểu này là đánh thức mấy đứa nhỏ không? Dạ đúng rồi, rất là duyên dáng phải không thưa quý vị. Chúng ta đã có 4 con số với con số 52 là con số vừa rồi. Không biết là quý vị khán giả ở trường quay của chúng ta có ai có con số nào chưa ạ? Hai số rồi. Ôi trời cô hên quá. Ừ dạ. Cô hôm nay cô mặc áo đỏ ở đây dạ, em thấy không? Dạ, cô là, đỏ luôn rồi đó. Là có mục đích hết, có hai con số rồi nha quý vị. Không biết là quý vị ở nhà thì chúng ta đã có bao nhiêu con số rồi. Bây giờ chúng ta đã có tới 4 số. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục gửi đến cho quý vị con số kế tiếp. Con năm gì đây? Con năm gì đây? Bầu mình ơi, dâu gì lỡ xa nhau rồi. Dòng sông lững lờ trôi, con thuyền sóng đưa xa bờ. Tại vì ai mà duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. Anh đã xa nhau lòng lại mà thương cớ sao còn thương. Hỡi ơi tình đôi ngày chạy theo duyên mới. Hỡi ơi hỡi ơi sao mà lạnh căm. Con số 5 con 55 cũng ra được con số. Con số 55 thưa quý vị, hát mùi quá, chỉ có cái là hơi quên lời thôi nhưng mà rất là mùi. Bây giờ chúng ta đã có 5 con số đang được hiển thị trên màn hình: 56 15 24 52 và 55. Bây giờ chúng tôi xin phép được dừng chỉ trong vòng 1 phút dành cho phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời màn ảnh của VietTV. Quay VietTV Loto sẽ quay trở lại ngay cùng với quý vị nha. Với hơn 20 năm kinh doanh trong lĩnh vực các mặt hàng về karaoke, Syntronic luôn cố gắng khẳng định vị trí của mình trong lòng khách hàng. Syntronic chính là một thế giới karaoke thu nhỏ. Tại Syntronic có tất cả mọi sản phẩm của karaoke, từ microphone, loa, âm ly cho đến các đầu karaoke hiện đại có chức năng Bluetooth, hát vô số bài hát trên YouTube.
Các hệ thống karaoke tại Syntronic cũng có giá cả rất đa dạng, phù hợp với túi tiền của khách hàng, từ 777 đồng lên đến 4.000 đồng. Mua hàng tại Syntronic, quý vị sẽ được bảo hành 1 năm, free shipping, free return, tặng đèn disco party light. Đặc biệt, nhân dịp lễ Memorial Day, một hệ thống karaoke hoàn chỉnh với giá thường là 2.000 đồng, sale 50% off chỉ còn 999. Đặc biệt, khi nói xem đài Việt TV, bạn sẽ được tặng thêm một máy karaoke kẹo kéo di động. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-719-2474, 719-2474, Syntronic.com. Đối với em, quý vị đã quay trở lại cùng với quầy VTV Lotto của chúng ta ngày hôm nay với 5 con số đã được kêu ra. Không biết quý vị đã, nếu quý vị nào mà mình thấy mình gần trúng đó, là quý vị nhớ phải giữ màn ảnh của VTV. Chúng ta đừng có đi đâu hết, để mà khi mà có số là kinh là phải gọi điện ngay qua số điện thoại là 1844-844-8247. Một lần nữa với phần quà trị giá 500 Mỹ Kim đang chờ đợi quý vị đây ạ. Không biết là chúng ta sẽ mang tới may mắn cho vị khán giả nào đây, và biết đâu được sẽ là một trong những vị khán giả đang ngồi ở trên đường trường quay của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với con số kế tiếp, xin mời. Lần lần mà nghe em kêu con cờ đây, cờ ra là con mấy, con mấy gì ra. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi, mà sao không nhớ quê hương. Một mình mẹ quạnh hiu, thèm nghe tiếng khóc ban sơ. Mai mốt về áo còn sờn dai là con 62, 60 con 2. 62, thưa quý vị, con số 62. Và ở dưới bàn tán quá trời, chắc có người vô đó. Có vẻ nóng hổi. Ồ, quý vị ơi, chúng ta đã nhận được tín hiệu từ trường quay là có một vị khán giả đợi. Không biết là có phải trong đây không? Các cô chú không? À, quý vị khán giả đang tại nhà nha. Chúng ta đã có một quý vị đang đợi rồi. Và bây giờ thì nếu quý vị nào đang theo dõi chương trình VTV Lotto trên trang Facebook của VTV, thì quý vị đừng quên hãy nhấn những cái thumbs up, like thật nhiều, và cũng như là theo dõi VTV Lotto hàng tuần. Và nhớ bắn tim cho Ngọc Nguyên và anh Quốc Vinh nha quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với con số kế tiếp ạ. Con năm gì đây, con năm gì ra. Em đã biết công môi tự chọi những điều anh muốn nói. Em đã biết xa nhau thì nhớ lần lừa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mặt liệt chua ngoa, ta về bên ấy buồn 3-4 ngày, buồn 7 ngày. Là con 57, con 57. Anh buồn tới 57 ngày lận. Anh buồn gần 2 tháng nhìn người ta. Nhìn cái đó mà buồn dữ vậy đó ha. Dạ, Ngọc Nguyên quan trọng lắm nha anh nha. Dạ vâng. Đến từng ngày sẽ buồn 57 ngày. Con số 57 thưa quý vị. Con 57 rồi, con 7 gì đây, con 7 gì đây, 7 gì đây. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng ạ. Hai vây xinh xinh, sao mà bơi nhanh thế, cá vàng bắt bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh. Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong, là con 70 không, 70 con không. Con số 70 thưa quý vị, phải nói là con cá này nó ngoẩy không thể nào có thể ngoẩy hơn được nữa quý vị. Chúng ta đã có 3 con số kế tiếp, 62, 57, 70. Và bây giờ cho phép chúng tôi được dừng chương trình trong giây lát nha quý vị nha. Xin đừng rời màn ảnh của Việt TV.